Con GL32 anh em. Con này thì cái dòng nó là nó giống như 3408 vậy đó. Rùa này kia đầu cơ hết. Số nó là... Ở khu vực này thì nó có nhiều cái anh em ta chặt máy cắt cái liên hợp á, mọi người. Nếu anh em mà có mua đó lại đây thấy dài dài nhóc rồi nha. Mua đồ phụ tùng gì đó thì đi tới Long Xuyên An Giang thì mình chỉ cho anh em xem. Giá chắc là bán cũng rẻ cho nó mắc. Thì nó chặt một ngày cũng nhiều chiếc lắm, nhiều điểm lắm. Nó dài dài theo đường này nhóc chân nha, ở Bình Hòa, Lậu Tẻ, Bình Hòa, Chi Tôn, Lậu Tẻ, Chi Tôn, An Giang. Thì anh em nào có nhu cầu muốn mua mấy cái dòng máy này thì cứ lại Long Xuyên, An Giang, lên Lậu Tẻ, Chi Tôn. Đây như cái điểm này đây rất nhiều nha. Thì mình bên máy cài với anh em cái máy cắt này mình không có gành giá gì mấy nha, mình chỉ là gành loại máy thôi chứ giá cả mình không gành đâu. Anh em nào có mua thì cứ đi tới Long Xuyên thì lên Bình Hòa. Giờ dài đây thì nhiều lắm, anh em thấy không, nhiều cái chỗ nó chặt lắm, nó như cái chỗ này cũng rất là nhiều máy nha, máy cắt nha. Giờ dài theo cái tuyến đường này, đi Chi Tôn nè. Như cái chỗ này cũng có nè. Thì nói chung thì máy này thì nó gã phế liệu dòng 60 nhiều anh em ơi, 60 70 thì nhiều chứ mấy dòng cao nữa chắc chưa có chặt. Bây giờ dài con đường này thì rất là nhiều máy. Rồi anh em nào mà có muốn mua hay là gì đó muốn cần biết là liên hệ với mình thì số điện thoại với mình chỉ chỗ nha. Anh em đi tới đây mua, mình thì bên máy cài thôi, anh em là mua đồ máy cài thì cũng liên hệ với mình. Đây cũng dài dài, đây cũng còn nhiều chỗ nữa anh em. Nhắc lại là đường này là đường Lậu Tẻ Chi Tôn nha, thì anh em lên tầm 2-3 cây số là khu vực này nhiều lắm. Tới mấy chỗ này thì nhiều anh em chặt máy cắt lắm, gãy hai bên lề đường nhóc hết trơn. Anh em nào mua bán trao đổi mua bán máy cài cũ thì liên hệ với mình nha, còn máy cắt thì mình chỉ chỗ cho lên đây qua số điện thoại mình để với màn hình đó. Anh em nào gần xa lại thì mình cũng chỉ hết, quá nhiều máy luôn, rất nhiều luôn, máy để dài 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 rất nhiều luôn ha. Rồi anh em mình muốn máy thì điện thoại cho mình nha, rồi mình tiếp tục theo chân mình đi coi chiếc GL anh em, GL32 nha. Ông anh này ông kêu bán mà mình là mình quay tiếp đây, rồi gần tới chỗ luôn anh em, gần tới chỗ xem chiếc GL luôn ha. Thì con GL này thì cái dòng này nó giống như 3408 nghe nè, 3408 đời của Việt Nam mình bán đó. Số nó số cơ rùa cơ, động cơ thì ba máy như 3408 luôn nghe, nhưng mà nó là 1.5 rồi, 3408 nó tới 1.7 lần. Anh mình biết cái thông tin của 3408 là gì, thằng này nó GL32 mà đích thì nó giống nhau.
Ok, để tới chỗ quay thì mình sẽ nói cho anh em sau nữa nha. Cũng gần tới rồi. Đâu khúc này nè. Rồi, rồi, tới rồi, tới rồi. Thầy, ông anh này ông cũng coi YouTube, ông kêu mình đi lại cái đoạn này nè. Thì cái đoạn này là ở khu vực Chi Tôn anh em. Rồi nè. Qua anh thấy mình qua anh mở cửa. Đằng xế nào? À, để coi cái máy này. Gió này dấu ghim nó luôn anh. Giỏ này giống giỏ Việt Nam với ta. Giỏ Việt Nam rồi. Giỏ này là như là của trong nhà nông hay gì á. Cái gai nó khác. Giỏ 13 nè. Mai mua lâu cho anh. Lâu hả? Gùa còn lên không? Dòng này chắc số nhớt hả? Phải không? Số nó có cái hộp bên hông hộp nhớt á. Thấy GL này đa số số nhớt không? Bên cơ nhưng mà là nó có cái bên bên cũng như thế là điện mà tháo bỏ ra bên cơ. Gìn nó mấy ba có cái đời mà 325 á. Mặt nạ chế luôn hả? Mặt nạ chế tới chạy sau cái rớt cái mặt nạ mà nó không hay luôn. À, thế à, mới 15 mới là như 82 là vậy 83 83 83 mà cái mùa trước thì làm hơi dư xí xí lên ra 80 86 gì vậy nè. Cốt là sao anh? Cốt thì cũng còn ít. Còn đợi đâu, đợi chạy đứa. Nói chung mình làm lại là không bằng Gin đâu anh ơi. Việt Nam mình làm là cỡ nào làm cho nó cũng không có bằng món Gin đâu. Xong bét gì không? Không ăn cọc cái gì. Ở da nó có cốc à. Bị heo anh ơi. Bị heo à. Làm bị heo à. Cải nó không ngọt. Thôi trắng hả? Dạ. Nói chung cái dòng này nó chạy lẹ lắm. Chơi có mai nào à? Gì đó à? Bánh lòng ở đâu anh? Thác nhỏ riêng hả? À, cặp trong thôi ha. Nhỏ là riêng của máy khác hay gì? Hay là riêng của nó luôn? Của nó mà
này kia nữa mà để trên ruộng trên đồng này. Vậy đó. Mình bán mình giao cái nào? Giao cái cặp nguyên đó. Cặp trong á ha. Hai cái miếng gợi ngoài mới giao ha. À. Đó có cái đùi sới à. Con đùi cá nữa hay vậy? Cho anh biết số điện thoại em. À. Cho anh biết số điện thoại em đó. Coi những cái kênh YouTube đó. À, thì, YouTube mua đăng bán mấy máy này mấy kia đó. À. Này có làm được chưa anh? Cái đó là không nhớ, không có thời gian cái phút chứ nhầm bọc không ngờ trong đó không có. Nhầm ghiên ha. Ừ, nhầm ghiên có nguyên chân. Cái này là vàng của GL ghiên nó luôn đó. Ờ, thì vàng ghiên nó luôn. Nhưng có cái mặt này thì thay mặt chế. Cái đó nó quan trọng với cụ dĩa. Ừ, dĩa nguyên chân. Rồi, à. Vàng Sega nó mấy nào? Này trước của cái năm 2018 mà giờ để qua thằng mấy cây. Vậy đó. Rồi, coi cho nó. Cái máy nó chạy có hú gì không anh? Cái cây hả? Rồi. Hú đùi vậy hả? Rồi. Không có đâu. Động cơ nó làm không đúng rồi, làm heo không đúng rồi. Cái thứ nhất đề nó chậm nổ, cái thứ hai nó ra khói quá, nó bị nổ, nó bị phập á. Cái đó mua về phải làm lại mới được. Con GL32 nha anh em. Con này thì cái dòng nó là nó giống như 3408 vậy đó. Rùa này kia đầu cơ hết. Số nó hồi trước mình có gã gọi là số nhớt đó, nhưng mà hôm nay không biết sao. Hôm nay số cơ anh em ơi. Dòng này số cơ nha. Thank you.
sáng tôi bơm hết cái rồi đó, nó xì xì hoài bơm hết cái rồi đó. Mình cũng không có làm cái gì ở không, đang bây giờ mình sẽ quay cho anh em xem cái bộ văn ma 2500 bộ nhông bộ ruột nha. Thì bộ nhông bộ ruột này mình có đủ em, từ cái này là số nè, bộ số chạy, chứ tên là số chạy, anh em xem đây. Nó hơi bị tối rồi, để mình mở đèn lên nè. Đây là bộ số chạy, nó bao gồm là chai 5 tầng. Chai 5 tầng, chai này thật ra là nó 1, 2, 3, 4, 5. Với lại một chai này là nó lẻ gửi ngoài để mình nhập vô chậm lẻ anh em. Chai này là chai chậm lẻ, của tầng chậm lẻ, để mình nhập vô cho nó chậm lẻ đó, chứ nó có 5 tầng này thôi. 1, 2, 3, 4, 5. Còn tầng này tầng chậm lẻ. Thì chân lẻ này nó bắt qua đâu thì nó sẽ bắt qua bên này, chân lẻ nó sẽ bắt qua trái bên này anh em. Đây mình lấy này ra đó. Thì trái này nó sẽ nằm dưới đây nè đó, nó ăn như thế này thấy không đấy. Thì nó ăn vô đây xong rồi cái trái này nó mới nhập ra nhập vô, cái này nó nhập vô đây rồi nó sẽ nhập ra đây, nó ăn vô đây, nó nhập ra nhập vô là nó ăn vô cái này nè. Đấy là cái này là bộ 5 tầng của văn ma 2500, 2700, 2002 được xài chung được nha, thậm chí 3000 mình gắn qua nguyên bộ cũng được, còn gắn lẻ không được anh em. Gắn lẻ là cái trái này nó khác nha, nó khác một găng, trái này nó cũng khác một găng. Ví dụ như trái này là hình như là nó 37 á, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 30, 32, 34, 36, 33 gần. Thì cái này 37 gần thì 3000 hình như là nó 38 gần là nghe nè. Đó. Còn cái này là cái chai dè của nó. Cái dè nó là để nó nhập vô trong cái trái này. Cái dè nó nhập vô trái này. Cái trái chậm lẹ nó nhập vô đây. Cái dè nó ăn vô đây. Còn cái này nó ăn vô trong đây. Đó là một bộ của nó. Còn cái trái này là cái trái số 2, số 3. Thì số 2, số 3 nó sẽ nằm vô cái chỗ này nghe nè. Nói qua đây là số 3. Đây số 4 chứ. Gặp qua đây là số 3. Đây số 3, số 4. Đây. Đây là số 4. Gặp qua đây là nó số 3. Đây. Đấy, thứ tự nó sẽ nằm như vậy. Còn đây là số 1, số 2 anh em. Khi đây là số 2, khi qua đây là nó số 1. Đấy. Thì cái bộ này của nó đủ luôn.
đủ luôn, nguyên bộ luôn, là bộ số chạy của dân ma 2000 gửi, 2007, 2002, 3000 gắn vô cũng được, nhưng mà nó phải gắn nguyên bộ rồi nè. Còn đây, đây là bộ nhông nhông thắng, là cái nhông đùi đó, của 2000 gửi, 2002, 2007 xài chung nha. Thì này nó là găng, này nó là chín găng nha anh em. Trái này còn rất đẹp, còn rất ok, đẹp luôn nha. Nó nghĩa địa thì nó không như nghĩa địa đâu, nhưng mà nó là dạng đồ dân dùng thì nó gì là quá chuẩn rồi. Đây, cái này nó chín găng nha anh em, chín găng. Băng này nó là 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 băng nha. Băng trong cái sọ, cái trái tắc là 16 băng. Còn băng của cái trái, cái 4 thắng 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10, 12 băng. Vậy là trái này là găng nó 9 găng, băng bố nó là 12 băng, còn băng áp tắc nó là 16 ngày nè. Hai bên đều giống nhau nha. Cái này thì nó có một trái ngắn, trái dài. Trái ngắn là như vậy, đây là nó có cái khớp này ngắn, đây là khớp dài, là kiểu trái dài, đây trái ngắn. Đây thì cái giá này, cái giá cái này nó cũng không mắc đâu anh em, nó cũng rẻ thôi. Anh em mua thì muốn mua chai nào mình bán chai nấy, mua nguyên bộ bán nguyên bộ. Còn muốn mua lẻ từ bộ số cũng bán luôn. Dụ mua nguyên cặp mua số này thì bán nguyên cặp. Mua hai cái nhông này, mua một trái cũng bán luôn nha anh em, hai trái cũng bán nha. Còn nhông này mua lẻ mình vẫn bán nha. Rất rẻ thôi, một trái vài trăm ngàn đó nha anh em. Cái này cũng vậy luôn. Còn anh em mà muốn mua thì lấy cái số điện thoại mình để dưới màn hình á, thì anh em cứ nhắn tin địa chỉ, số điện thoại rồi mình ship tới chỗ luôn cho. Còn đây là bộ số sới của dân ma 2002, 2007 nha anh em. Cái này bộ số sới thì nó lại khác với 2000 gửi, 2000 gửi thì nó giống như 3000 anh em. Còn chỉ này là 2007 với 2002 là nó giống nhau, nhưng mà mình để vô nguyên bộ thì đều được hết. Để bộ rồi 3000 cũng được, 2000 gửi cũng được. Thì đã bao gồm này, này nó có cái thước, cái thước để lòn vô trong này, nó lòn vô vậy nè anh em. Đây nó lòn qua gì, cái trái này nằm vô đây, cái trái này để nằm ở đây nha. Thì cái bộ vô xới này thì cái trái này nó ăn vô trái này, rồi cái này thì nó lại nhập qua nhập lại nữa. Nó đá vô đây thì nó sẽ ăn vô trái số 1. Còn nếu mà nó gặt qua đây thì tay này mình đút vô nó không hết, thì cái này mình đút vô hết nó sẽ ăn vô trái này, ăn cái này ăn vô trái này, thì mình sẽ gặt qua tới đậu tới đây là cái trái này nó ăn qua trái số 2 đó. Rồi bắt đầu vô mình trả là bông no, gặt vô đây số 1, gặt ở đây số 2, số 1 nè, số 2 nè, là trái hai trái này nó ăn vô đây anh em, tại mình đẩy chưa hết nha. Khi trả lại cũ này thì nó là bông no số sới. Còn cái trái này là cái trái là của thằng 3000 với 2000 gửi là nó 17 gân, này là 20 gân. Còn cái này thì 2002 2007 thì nó lại là 15 gân với ở dưới 18 gân, là 18 là 15 đó. Thì cái đây này thì trái này thì nó gặt qua đây anh em, này 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 số 3, số 4, số 3, số 4 đó. Nếu trả thì nó ngon, thì mình sẽ gặt cái này sẽ qua đây với đây, là bao gạo bộ số sới này thì mình bán giá nó cũng rẻ nha anh em. Nguyên bộ thì giá anh em muốn ấy thì gọi cho mình, giá rất rẻ đó. Thì mình giới thiệu cái bộ dân ma này là của mình gã, cũng mới gã này thôi nha, thì nó có đủ độ đủ nhông luôn đó. Số chạy, nhông đùi, số sới. Thì số chạy nó bao gồm có chậm lẹ luôn anh em, chậm lẹ thì nó trái này nè, nó ăn lên đây nè nha, có đâu kia chậm lẹ. Còn cái này là trái ve nha, trái ve của nó
Rồi, ok, mình giới thiệu là mình còn một bộ này nha anh em, có ai có cần xài thì liên hệ với mình nha. Số điện thoại mình để dưới màn hình là 0949151490 hoặc là số 0849797080. Rồi, có anh em có cần thì liên hệ mình, là mình ship tới chỗ cho nghe. Giá thì ok, giá rất rẻ nha anh em. Rồi, ok, bye bye anh em nha. Chúc anh em ngày mới vui vẻ, làm ăn suôn sẻ nha. Rồi anh em nếu mà thấy có hay thì hãy đăng ký cho mình để nhận nhiều cái video tiếp theo và mấy cái nhông nào mình cần biết đó nghe anh em. Rồi ok, bye bye anh em.